Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Đây, tôi đang ở đây là địa phận của xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đấy, trên một lô đất này, đằng sau nó có cái suối. Đấy, suối rất là đẹp, nước chảy quý vị, nước chảy, tiếng nước chảy rất là hay. Đó. Đó, bây giờ mình đi lên nhé. Ở đây nó có một cái vãi cỏ này. Hay. Đây, lô đất của mình đây. Đây nó có cái cỏ hay cho quý vị. Bồng bềnh như mây ấy nhỉ. Đây, cỏ này. Quá. Hay hay không? Rất là hay. Đây, cái vườn của mình là có trái cây nhá, có điều này, có sầu riêng, các thứ này. Bãi cỏ này rất là hay, tuyệt đẹp luôn. À, diện tích của mình là 6 sào. Trong có 300 mét đất ở luôn, có cả gian nhà này. Đây là đang trồng cả cái sầu riêng mới trồng xong này. Còn có loại đây là sầu riêng cho ra quả rồi này. Đấy, phía dưới có suối. Phía dưới có suối. Đấy, rất là đẹp. Đất rất là thẳng, vuông vức quý vị nhá. Đấy, có thể nói là có kiếm được cái lô đất mà có không gian như này ấy. Đấy, rất là hiếm. Mặt tiền đường nhựa nữa quý vị nhá. Từ đây mà ra quốc lộ 56 á, rất là gần, thì khoảng hơn cây số thôi. Và xung quanh khu vực này là dân cư ở san sát nhau luôn. Đây, nhà bên cạnh đây quý vị nhá. Đấy, chứ không phải chỗ nó vắng vẻ quá thì lại rất là buồn. Ở đây thì dân cư đông nên là giá nó mới cao quý vị nhá. Đấy, khu dân cư hiện hữu. Đây là cây chôm chôm này. Sầu riêng chôm chôm. Điều. Đây, nhà cửa bên cạnh đây. Nhà này người ta trồng măng cụt này. Đó. Mình đi ra ngoài nha. Đây. Có một gian nhà cấp 4 ở đây. Rồi, quý vị nào quan tâm đến giấy tờ thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị. Đây nhá, sầu riêng của mình này. Tốt luôn. Đấy, cái nhà người ta đang ở đây. Đây trồng chè này. Hàng ngày lấy chè vào nấu cho buổi sáng thì rất là tốt. Uống rất là tốt ha. Đây nó còn có cả số nhà luôn. Đó. Sầu riêng đây. Quá đẹp quý vị nha. Đây. Cây này rất to này. Rất nhiều sầu riêng quý vị nha. Mấy chục cây sầu riêng. Đấy. Sầu riêng mà tốt như này chứng tỏ là cái đất của mình nó rất là tươi tốt quý vị. Đây, sầu riêng. Đó, toàn bộ là sầu riêng hết. Đằng trước này là toàn bộ là sầu riêng thôi. Còn đằng sau thì là điều. Điều là chính. Chiều ngang mặt đường của mình là tới 60, gần 60 mét. Chính xác nó là 56 mét quý vị nhá. Đây, đây là cây măng cụt này. Đấy, cái măng cụt cũng tương đối. Nó hơi to. Đây, mình xuống dưới này. À, đây là cây gọi là cây mận chứ không à, cây mận. Đấy, sầu riêng vân vân. Đấy, sơ bộ quý vị biết cái vườn như thế nào. Vườn rất đẹp. Đấy, đất ở có 300 mét. Diện tích trên giấy tờ nó là 7.060 mét ạ, gọi 7 sào đi cho dễ. Rồi, giờ mình đi ra ngoài đường để xem cái đường của nó như thế nào quý vị nhé. Từ đây mà đi ra thị trấn Ngãi Giao là khoảng 5 cây, không đến 5 cây quý vị nhé. Không đến 5 cây, khoảng 4 cây. Đây, sầu riêng này. À, thị trấn Ngãi Giao luôn. Đấy, sầu riêng cây này rất là tốt này. Đẹp tuyệt vời. Vị thấy. Đó. Đây, đường nhựa hiện hữu đây. Đó, đường nhựa nhé. Mặt đường của mình là 56 mét. Tính từ đây. Giáp danh nha, quý vị này. Giáp danh đây. Đi đến đây. Tút lên trên này. Gần như ngã ba.
xung quanh là người ta ở hết quý vị nhá, dân cư ở rồi rất nhiều biệt thự ở đây. Chỗ này bên cạnh đây là người ta xây biệt thự rất to này, cái tường bao ấy. Đấy, tường bao và vườn trái cây người ta này, đối diện là cái biệt thự rất to. Nói chung ở đây thì làm nhà vườn rất là đẹp, quý vị rất là thuận lợi khi đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến đây. Đây, đất của mình đến đây. Đây này, đến đây. Đấy, giữa hai cái cột bê tông này, một cột là bên của mình. Đấy, chạy thẳng lên trên kia. Đó. Đây, ngay gần ngã ba đây. Đây, nhà ở bên cạnh đây này. Nhà người ta đang ở nhé. Đó. Tức là nhà người ta ở san sát nhau. Đấy, rất là đông. Đấy, vậy thì tóm lược lại cho quý vị biết một lô đất này. Hơn 7 sào. Giá bán 1 tỷ 3 một sào. Và giá này là giá gần như không thương lượng mấy đâu quý vị nhá. À, thương lượng rất ít thôi. Đấy, trong đó có 300 mét đất ở rồi. Có gian nhà cấp 4 cũ. Có vườn trái cây. Có suối. À. Đấy. Đây còn đi tiếp nữa. Còn đi ra quốc lộ 56 thì quay ngược lại quý vị nhá. Quay ngược lại. Quay ngược lại thì khoảng hơn một cây số là đến quốc lộ 56 thôi. Đất đây rất là tươi tốt, màu mỡ. Ha. Đây người ta đang chuẩn bị làm cái nưa đường nước này. Đang đào này, đang nấp này. Đây là nước máy ấy, quý vị nhé. Đấy. Đường ống nước máy á. Rồi. Đấy, sơ bộ quý vị biết đây. Điện đóm đây. Đấy, làm nhà vườn cho lô này thì rất là tuyệt vời. Rồi, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Đây, đằng trước đây em có cái nhà vườn này. Đây, cái cổng này, rất là chắc chắn này. Đó. Đấy. Tôi không muốn đến gần lại quay, chỉ cần zoom lên cho quý vị thấy hình dung rằng là khu này nó như thế nào. Dân cư ở rất là đông, rất nhiều nhà vườn ở đây. Ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.